Kênh YouTube Bonsai Lê Nguyên thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa. Đến với clip mới nhất của kênh hôm nay, ngày 30 tháng 5, anh Lợi giao lưu đa dạng mặt hàng phong phú siêu tầm vừa mới về với bà con của mình nhé. Xin chào anh Lợi ơi. Xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lê Nguyên. Tiếp tục hôm nay em làm clip này là 802 nha bà con. Hôm nay có một số tác phẩm đồ đá phong thủy, đồ gỗ, đồ đồng và đồ gốm xưa và cũ để giao lưu cho bà con của mình. Qua số điện thoại của em 0772 8772 78 nha. Em ở tại khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Long Môn, thành phố Cần Thơ. Thì em cũng cảm ơn bà con mình đã ủng hộ em những clip vừa rồi nha. Và đầu tiên vô em xin giới thiệu đây là mã số 1L. Đây là một cái tác phẩm được làm bằng đá serpentine nha bà con. Này là đá nguyên khối nha. Đây là một cái chiếc đồng điếu. Thường người ta dùng, người ta trưng trong nhà thì mang tính chất phong thủy rất là tốt nha. Chiêu tài hút lộc thì bà con của mình đây. Phong thủy từ xưa đến nay luôn nha bà con. Tấm này thì rất là lớn rồi nha. Bà con của mình xem. Cái đường kính này nha bà con. Đường kính là tới là... Đây đường kính là khoảng 61 nha. Đường kính 61. Còn chiều dài từ mặt đất luôn nha. Từ đế luôn đến tới mà trên luôn là 89. Rất là to khủng nha. Cái này rất là nặng cho nên em không có lên bằng quay được. Đây một cái đồng này không là khoảng là 40 kg nha. 20 kg. Nguyên một bộ này là 40 kg nha bà con. Bao gồm đế luôn bà con mình xem. Hàng thì làm tích và liền lạc nha. Nguyên khối đá liền, đá serpentine. Đá này là đá tự thiên nhiên nha bà con. Bà con mình xem rất là đẹp luôn. Mình trưng trong nhà rất là nổi bật. Đây những mặt hàng này khi ship đi thì cũng nghe em rất cẩn thận cho bà con của mình luôn nha. Bà con của mình yên tâm. Rất là nặng đây bà con mình hình dung ra nha. Miếng đá này giống như một cái màu cẩm thạch rất đẹp nha bà con. Đây nguyên khối này là nguyên khối người ta tạo thành. Nguyên bộ như thế này nha bà con, em giao lưu cho bà con mình bao ship toàn quốc luôn nha. Có giá là 7.200.000 đồng bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Vì cái này rất là lớn nha bà con, tới 40 kg lần nha. Rồi ship đi cũng rất là nặng. Đây tác phẩm này là cho mình rất là đáng sưu tầm luôn. Bà con mình xem giùm em nha. Và đó tiếp theo là mã số 2L. 2L này là em có một cái tác phẩm này là một cái hòn đá người ta tạc lại thành nha bà con. Đây giống như là một cái viên bi. Bà con mình xem nó dặn dặn rất giống như là một cái dải ngân hà với nha bà con. Đây giống như là một cái hành tinh nha, hành tinh xanh như thế nha. Nhìn rất là đẹp. Đây là đá serpentine từ tự nhiên nha bà con, nguyên khối. Với chiều cao này em đo là khoảng bao gồm đế luôn nha, 36 thôi. Cái hoành viên đá này là 80. Đây rất là lớn nha bà con. Đây. Cái còn cái chân đế không là khoảng 80 nha. Bà con mình xem rất là đẹp luôn. Đây. Cái này nặng là tới 30 kg luôn nha. 30 mấy kg mà em trừ hao cho bà con của mình luôn. Cái này là văn tự nhiên nha, văn tự nhiên của đá nha bà con. Tác phẩm này em vô lưu bà con của mình có giá là 2 triệu đồng nha. 2 triệu đồng. Em bao ship toàn quốc bà con của mình về bà con mình đặt mình trưng ở trong phòng thủy, phòng phong thủy, phòng khách nha. Thì rất là đẹp. Rồi đến với mã tiếp theo số 3L. 3L cũng vẫn là một cái hòn đá tròn luôn. Nhưng mà hòn này thì cái màu khác vừa rồi. Đây bà con mình xem đây. 3L nha. Rất là đẹp. Đây những cái viên đá giống như là những cái viên kim cương vậy nha bà con mình xem. Nhưng mà đá này là đá serpentine nguyên khối nha. Cái viên đá này nặng là 25 kg. Có chiều cao thế này em đo là 34 nha. Hoành của viên đá là khoảng 72 thôi. Đây. Rồi chân đế là 74. Nặng 25 kg. Bà con mình xem rất là đẹp luôn. Đây đá tự nhiên serpentine nha. Đây bà con mình xem đây. Giao lưu cho bà con mình nguyên một bộ như thế này nha. Là 2 triệu đồng bao ship bà con của mình luôn. Đây 2 triệu đồng bao ship toàn quốc nha bà con. Rất là nặng. Đây 25 kg luôn nha. Hàng thì lành tích và liền lạc cho bà con của mình luôn nha. Rồi đến với mã tiếp theo số 4L. Đây viên này thì nó nhỏ hơn một tí xíu thôi. Nhưng mà nó cũng rất là nặng. 11 kg là tính 10 kg thôi. Này mới như là màu cà phê sô-cô-la nha bà con. Màu cà phê sữa vậy đó nha. Đây rất đẹp luôn. Có chiều cao như thế này em đo là khoảng 23. Cái hoành này nha, cái hoành của viên đá này là 54. Đây, chân đế thế này là khoảng 59 nha. Nặng là 10 kg. Nhỏ nhưng mà rất là nặng nha bà con. Đây. Tác phẩm này em giao lưu bà con mình giá 1.300.000 thôi nha. Nặng 10 kg. Đây 1.300.000 đá serpentine nguyên khối. Hàng này về bà con của mình trưng phòng khách hoặc là mình để chỗ bà ông địa cũng rất là đẹp nha bà con. Rồi mang tính chất phong thủy cho bà con của mình nha. Rồi loại số 5. Đây hòn này thì nó to hơn. Đây bà con mình xem hòn này thì nó màu nhiều màu hơn, nó quăng hơn. Đây bà con mình xem màu da lợn rất là đẹp luôn. Này nặng 5 kg nha. Rồi với chiều cao này em đo là tầm khoảng 18 thôi. Còn hoành như thế này là 42. Hoành chân đế nha, hoành chân đế là 42 luôn nha. Đây mình xem rất là đẹp nha bà con.
Đây nặng 5kg, tác phẩm này bao luôn bà con mình với giá là 900.000 nha, 900.000 đồng. Những mặt hàng bên em đã báo giá đều bao ship toàn quốc hết cho bà con của mình rồi nha. Bà con của mình ưng món nào chọn món nào thì cứ liên hệ trực tiếp bên em, gọi điện thoại số trực tiếp vào bên em giùm nha. Đến với mã 6L. 6L này em có một cái điếu bát nha. Một cái điếu bát chất liệu là bằng gốm này, giống như men chải bà con, được bọc lớp viền đồng hết rồi. Hàng này là cũng hàng tầm cũng gần đây thôi. Đây bà con mình xem chứ không phải hàng cổ nha bà con, cái giá cũng rất hợp lý luôn nha. Cái điếu thì chiều dài là khoảng 36, đường kính cái tô là 21 nha. Đây, được bọc viền đồng hết, con mình xem rất là đẹp. Đây, cái này, cái điếu này em đo là khoảng 12 nha, chiều cao. Còn vành này của nó là 43. Này, gồng là gồng nổi nha, men chảy gồng nổi hết. Về bà con mình vệ sinh sạch sẽ là vẫn xài ok cho bà con của mình luôn nha. Đây, cái này rất là đẹp, rất là dày dặn nha bà con, bọc đồng. Đây, giống như là cá chép quá gồng vậy nha. Bà con mình xem đây. Đây, nhìn rất là đẹp, đều là đậm nổi hết luôn nha, cái này nổi hết. Lành tích và liền lạc nha, cái này em giao lưu bà con của mình với giá là 1.500.000 đồng nha, 1.500.000 đồng bao ship cho bà con của mình luôn. Kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em. Và đến với mã tiếp theo là số 7L. 7L này là một cái chiếc bình, bà con mình xem hàng là hàng gốm men tàu nha. Gốm tàu, cái này là chất liệu là bằng gốm hết nha. Nhưng mà hàng này người ta tô son thiết vàng, rất là đẹp. Tô son thiết vàng dầm cái màu giống như là giác vàng lên như thế nha bà con. Đây bà con mình xem đây. Hàng này là vẽ giống như là chân phi cỡi ngựa nha bà con. Đây như là tích này giống như là tam quốc chứ nha. Mình xem giống như tam quốc nha. Hàng này là hàng vẽ tay bao bà con của mình luôn nha, thủ công vẽ tay quốc tay nha. Với chiều cao cái chiếc bình này em đo là khoảng 33, đường kính là 10 phân thôi. Hoành bụng bình là 63 nha. Cái này nói chung là nó rất là đẹp, thủ công nó rất là nhiều và đặc sắc cho nên giá trị nó rất là cao, cũng cao nha. Đây bà con mình xem. Đây tô son thiết vàng rất là đẹp, dùng đế này nha. Lành tích và liền lạc cho bà con của mình luôn, hàng vẽ tay 100%, hàng này là hàng tàu cũ nha bà con, hàng tàu cũ, chôn đế sao mộc 4 chữ tàu. Chiếc bình này giao lưu bà con mình với giá là 2.600.000 nha, 2.600.000 đồng. Và đến với mã số 8. Mã số 8 này, để đây luôn, đi lên bình luôn. Mã số 8H này đó là một cái chiếc ché nha. Ché này là ché cũng hàng gốm tàu luôn nha bà con, hàng men tàu luôn bà con mình xem đây, rất là đẹp. Đây, hàng thì lành tích và liền lạc nha, hàng vẽ tay men bà con mình xem, cũng được tô son thiết vàng. Đây những cái đầu này giống như đầu mặt bợm đầu dâu nha bà con. Với chiều cao này em đo là khoảng 35, còn cái hoành như thế này là khoảng 79 nha. Con mình xem rất là đẹp. Hàng thì nói chung là hàng này là hàng tàu cũ thôi nha, tàu cũ. Đây hàng thì lành tích và liền lạc hết, tô son thiết vàng vẽ đây. Con mình xem nha, chim hoa rất là đẹp. Đây bên đây là hai cặp long phượng nha, chôn đế đây nha bà con. Đây chiếc ché này thì em giao lưu bà con mình với giá là 2.800.000 nha, 2.800.000 đồng. Đây bao ship bao kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giùm em. Và mã tiếp theo là số 9L. Em có một cặp ché màu, hàng này là cũng là hàng vẽ tay đây bà con, hàng thì vẽ tay và khắc luôn nha, này là khắc lên bên ngoài thành bình luôn. Đây một cặp ché này rất là đẹp, này là tượng trưng giống như là tích bát tiên như nha. Bà con mình xem đây, nó rất là nhiều cái hoa văn và khung cảnh luôn nha. Với chiều cao này em đó là tầm khoảng là 46 nha. Đây khoảng 46. Cái hoành như thế này là em đo là 86. Hàng này là hàng lành tích và liền lạc cho bà con của mình luôn nha, không hề nứt mẻ tóc gió chỗ nào, bà con của mình xem về kiểm tra trước khi mình nhận hàng giùm em. Đây đây hàng này là hàng vẽ tay nha và khắc luôn nha bà con. Đây khắc hoa văn bà con mình xem rất đẹp. Đây gồng bay phượng múa luôn nha bà con, rất đẹp nha. Phía dưới là có sông, có cá, có nước luôn. Chôn đế 16 chữ tàu. Em có một cặp lành tích và liền lạc nha, một cặp lành tích liền lạc như thế này, giao lưu bà con của mình với giá là 3.800.000 bao ship cho bà con của mình toàn quốc nha. Bà con mình về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giùm em. Rồi đến với mã tiếp theo số 10L. Đây 10L đấy là một cặp bình, bình này nói chung là bình bí đó nha bà con. Hàng này là hàng Vạn Ninh, hàng Vạn Ninh vẽ tay. Con mà xem tích này là tích thọ nai nha. Đây thọ lộc. Với chiều cao này em đo là khoảng 50, đường kính miệng 14 nha. Hoành bụng này là khoảng 79. Đây con mà xem một con tuần lộc âm thọ đây nha, cầm trái đầu tiên là tượng trưng cho là trường thọ nha bà con, rất là đẹp nha. Một bên dưới đây nha, một này là chữ La Mã, hàng này là hàng Vạn Ninh vẽ tay cho bà con của mình, bao hàng bà con mình nha. Kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng cho em. Một cặp như thế này đang đối nhau luôn nha bà con, đang đối nhau với giá giao lưu là 4.200.000 nha,
4.200.000 đồng, có hai cái mặt bọm hai bên nha bà con, rất đẹp. Và đến tiếp theo là mã số 11. Mã số 11 này anh L, xong để lên nha. 11 anh L là một cái chiếc dĩa, hàng này là cũng là hàng vẽ tay kỹ nha, kỹ thuật nha bà con xem dùm em. Đây, dĩa thì có cái đường kính như thế này là khoảng 27. Tích này là tích tứ linh nha bà con xem dùm em, long lăng quy phụng, được vẽ tay kỹ thuật rất là đẹp luôn nha. Đây còn mộc chân đế đây, hàng này cũng từ hàng 20-30 năm trở lên nha. Nói chung hàng này là hàng tàu cũ thôi. À, xung quanh là dẻ bà con mình xem hổ nha bà con, rất là đẹp nha. Đây, tứ linh long lăng quy phụng. Một cái này thì giá 1.500.000 nha. Cái này thì giá 1.500.000. À, em có hai chiếc hai mẫu luôn bà con mình xem. Còn cái mẫu này là tích là một con cá nha. Người ta vẽ bà con mình xem rất là đẹp luôn. Hàng này là hàng vẽ tay luôn nha bà con, đường kính là 29. Đây bà con mình xem đây rất là đẹp. Trung đế này nha. Đây con cá thì nhìn rất có hồn, nhìn rất là độc đáo nha. Cái này cũng giá 1.500.000. Đây mỗi một cái là 1.500.000 đồng nha bà con. Em anh em bao ship cho bà con của mình toàn quốc. Mã số 12. Mã số 12 là một cái bộ tranh gốm nha. Hàng này là tranh gốm tàu khung gỗ, hàng lồng tích và liền lạc. Tích này là tích mà phước lộc thọ ba ông, và có một ông là Phật Di Lạc nha bà con. À, xem dùm em, ông Phật Di Lạc nha. Đây, tranh này về bà con mình móc lên tường là treo lên tường thôi nha. Hàng tranh màu, tranh gốm tàu đó nha bà con. Chiều cao thì mỗi tấm em đo là khoảng 28 thôi. Chiều ngang là khoảng 16 thôi nha. Hàng làm tích liền lạc, bao bà con mình kiểm tra hàng. Có giá giao lưu bà con của mình là 1.500.000 đồng nha. 1.500.000 đồng bao ship cho bà con của mình toàn quốc luôn. Mã số 13. 13 thì em có sưu tầm về được một cái bàn tính. Hàng này là hàng bàn tính này bằng gỗ nha bà con. Hàng này là hàng xưa, tuổi đời cao rồi nha, bọc đồng. Đây, cái này về bà con mình trưng đề co thôi, chứ bây giờ cũng ít người ta xài hàng này lắm nha. Con mình xem rất là đẹp luôn nha. Hàng thì còn chuẩn làm tích cho bà con của mình. Đây, với cái chiều dài này em đo là khoảng 39, chiều ngang thế này là khoảng 18 thôi nha. Những cái con này về bà con mình vẫn xài được ok luôn. Gỗ này là gỗ chắc nha, mấy con này nha bà con, gỗ chắc, hợp đồng. Đây, cái này em giao lưu bà con mình giá 1.500.000 nha, bao xưa bà con của mình nha, không xưa hoàng về cho em, không tốn 1.000 phí ship nào luôn. Và đến với mã số 14L, đây em có còn được về được một cái chiếc hộp này là hộp mài mực và cục đá mài mực nha. Đường kính chiếc hộp này là 11, chiều ngang đó là khoảng 9 phân thôi. Còn viên đá là khoảng, chiều dài là khoảng 9 phân nha, chiều dài ngang là khoảng từng sơn 6 phân. Đây, nhỏ mini nhưng mà rất là đẹp, hàng sưu tầm nha bà con. Đá mài mực, hàng này là hàng tàu nha, bao bà con của mình luôn mài mực tàu đây nha. Giá là 900.000 đồng, bao ship bà con của mình 900.000. Và mã tiếp theo số 15L, đây là em có sưu tầm được cái này là một cái đồ mà gạt tặng thuốc, người ta cách tạo thành những cái viên vỏ đạn đồng xưa. À, con mình xem nha, và kết hợp với kim loại đang cho nó bám chắc chặt đấy nha bà con. Đây là vỏ đạn đồng nha bà con, bao bà con mình nha, với chiều cao là khoảng 7 phân, đường kính phủ bì luôn 11 thôi, nhìn rất là đẹp. À, bà con mình xem, vỏ đạn đồng nha, giá 600.000 đồng thôi nha. Đây là đồ gạt tặng thuốc. Và mã tiếp theo là số 16L. Đây là một tác phẩm là một cái máy bay nha, máy bay chiến đấu bà con mình xem rất là đẹp luôn. À, cũng chất liệu của nó là bằng vỏ đạn đồng và kết hợp với kim loại nha. Bà con mình xem nhìn nó ngữ nghệ nhân người ta làm là giống y như thật luôn nha. Mình trưng đề co rất đẹp, chiều dài 30, chiều ngang là khoảng 18 thôi nha bà con. Ngang 18. Đây, có bánh xe bên dưới luôn bà con xem nha. Cái này thì giá 1.500.000 đồng nha bà con, 1.500.000 đồng. Vỏ đạn đồng thật 100% nha. Về bà con mình trưng đề co thì rất là đẹp nha bà con. À, mã số 17, một cái tác phẩm này là một cái chiếc trực thăng. Đây, chiếc trực thăng được kết hợp là những cái vỏ đạn vào. Nhìn bà con mình xem, nhìn rất là hồn luôn. Đây, chiều cao này em đó là khoảng 17 nha. Chiều dài tổng thể luôn là khoảng 42 luôn nha bà con. Đây, chiều ngang thế này là khoảng 10 phân. Bên ngoài nó to bự lắm nha. Đây, dài là 40, trên 40 thì bà con của mình hình dung biết rồi nha. Tác phẩm này thì em giao lưu cho bà con mình với giá là 2.500.000 đồng, bao ship toàn quốc bà con của mình luôn nha. Và mã tiếp theo là số 18L. 18L này là một tác phẩm là chất liệu là bằng đồng. Hàng này là bà con mình xem rất là đẹp. Đây này là thiên thần và ác quỷ nha bà con. Cái này cân nặng là 2kg. Đây để cân lên cân luôn, 2kg nha, chất liệu là bằng đồng bà con mình xem nha. Đây, em đo báo bà con mình luôn nha. Với chiều cao này em đo là khoảng 32 nha, chiều ngang là 20. Đây bà con mình xem đây. Đây nặng là 2kg. Cho ông đế đâu con mình xem nha.
Đây tác phẩm này em giao lưu bà con mình giá là 2.800.000 nha. Chất liệu bằng đồng cho bà con, 2.800.000 đồng bao ship bà con của mình. Đến với mã số 19ML, một cái tác phẩm này là quan nhị ca. Đây quan nhị ca nha bà con, là quan công tay cầm thanh long đao nha. Đây đứng trên là lưng là 5 con rồng. À, bà con mình xem đây rất là đẹp nha. Bà con mình hữu duyên. Sau lưng của ổng là 5 cái lá cờ bằng đồng đây nha. Đây, nhìn rất là lực nha bà con. Chiều cao này em đo là khoảng 44 nha, bao gồm là lá cờ luôn. Còn mà ổng không có thì khoảng là 38. Cái hoành chân đế thế này là 52. À, bà con của mình xem. Tác phẩm này cân nặng là 5,5 kg luôn nha, 5,5 kg. Đây. Chân đế đó bà con mình xem nha, chất liệu là bằng đồng cũ bà con mình xem. Ngày về bà con mình vệ sinh sạch sẽ lên thôi nha thì rất là đẹp luôn. Hoặc mình cứ để tự nhiên thiên nhiên nha. Giá là 3.500.000 đồng thôi nha bà con, nặng 5,5 kg. 3.500.000 đồng bao ship toàn quốc bà con của mình. Đến với mã số 20. Mã số 20 này là em có về được một cái bộ vòng này nha. Và một cái nanh heo gừng. Đây bà con mình xem, được bọc bạc luôn. Nanh heo chiều dài là 8 phân thôi, về bà con của mình gắn vào cái cọng dây của mình đeo nha, sợi dây đeo cổ nha. Cái này thì 500.000 cho một cái nanh heo. Còn ba cái sợi dây này là bằng đá serpentine. Dây này á hột có khoảng chừng là 7 ly thôi nha, còn này thì 5 ly thôi. Bà con mình xem 5 ly hoặc 6 ly thôi nha. Mỗi một dây như thế này là có giá 400.000 nha bà con. Bà con của mình xem nha, nếu mà chọn bà con mình chọn hết 3 dây thì em giảm chút đỉnh cho bà con của mình luôn. Đây là đá serpentine nha bà con, đá serpentine nguyên thủy nguyên khối nha. Đây bà con mình chọn mã nào nhớ mã số đó giùm em. Rồi, trước khi bà con của mình chốt đơn nha. Và mã số 21. Đây. 21 này là em có một cái tấm chanh được cẩm ốc 7 màu Singapore rất là đẹp, chất liệu là gỗ gõ. Hàng thì làm tích và liền lạc nha. Chanh này là tích chim hoa. Đây ở trên mọc được khắc là 3-4 chữ tàu luôn nha. Bốn cái chữ này người ta cũng được cẩn ốc luôn. Chiều dài bức chanh này em đo là 70. Chiều rộng là 59 nha bà con. À, hàng thì lành tích liền lạc. Bà con mình nhìn cái màu ốc và những cái con ốc đánh giá được cái sản phẩm của nó nha. Khung gỗ dưới là giữa là gỗ liền khối nguyên khối. À, bà con mình xem đây. Ốc màu lóng lánh 7 màu rất là đẹp luôn. Ốc này là khỏi chê chỗ nào luôn nha. Bao bà con của mình luôn. Đây mặt sau lưng có một cái móc, bà con mình về mình treo lên tường nha. Bức tranh này thì em giao lưu bà con mình với giá là 6.500.000 thôi nha. Tích chim hoa nha bà con, rất là đẹp. Và đến với mã tiếp theo số 22. 22 này là một cái tấm tranh này cũng tích là chim hoa. À, bà con mình xem nha. Đậu chi là một trên cây hoa mai đào nha bà con. À, bên hông là có những cái câu đối. Bà con mình xem nha. À, bà con mình am hiểu thì bà con mình dịch giùm em luôn. Xung quanh này viền thì đều khảm ốc hết luôn bà con mình xem. Với chiều cao như thế này em đo là khoảng 62. Còn chiều dài tổng thể luôn nha là 127. Chiều dày của bức tranh là 3 phân. Hàng thì làm tích và liền lạc bao bà con của mình. Chất liệu là gỗ gõ luôn. Đây miếng gỗ chính giữa thì rất là to rồi. Gỗ giữa này em đo là 42 lần nha, hơn 42. Gỗ này nguyên khối nguyên tấm của nó giữa nha bà con. Ốc thì bà con mình nhìn màu ốc là rất là đẹp nha. Đây. Hàng này thì em cũng sẽ bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Về bà con mình kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giùm em thôi. Và đây vào mặt phía sau lưng của nó đây. Đây người ta mặc một cái đố cho nó cứng, miếng gỗ giữa đó nha. Có móc rất là lớn bà con mình về treo lên tường. Tấm chanh này em giao lưu bà con mình giá chỉ 12 triệu đồng thôi nha. Bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. 12 triệu bao ship toàn quốc. Về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giùm em. Mà mã tiếp theo là số 23. 23 này thì em có về được một cái cặp đôn. Đây, cặp đôn là chất liệu là bằng gỗ gõ đôn tròn cao to bự nha. Bà con mình xem đây. Với cái chiều cao này em đo là khoảng 77. Đây tầm 77 nha bà con. Còn cái chiều rộng này nha, chiều rộng của mặt đôn khoảng 50. Mặt thì mặt đá nha, gỗ gõ, được chạm là những cuốn binh thư xung quanh viền nha bà con. À, bà con xem, bên dưới là tích chim hoa. Đây. Làm tích là liền lạc cho bà con mình luôn nha. Đố này thì có cái chiều dày là khoảng là 3,5 kg nha. Rất là đẹp, rất là nặng nha bà con. Chung đôn này rất là to này. Bà con mình về mình kê đồ rất là đẹp. Hoặc mình làm cái bàn cũng vẫn được luôn. Bàn mini. Giá một cặp này là 11 triệu nha. 11 triệu đồng. Bên em bao ship cho bà con của mình toàn quốc luôn. Đây những mặt hàng này sẽ bao ship cho bà con mình toàn quốc luôn nha. Bà con mình cứ yên tâm. Đây và đến với mã tiếp theo. Số 24. L là một cặp đôn vuông. Đây đôn vuông gỗ gõ mặt là mặt đá luôn nha. Đây rất là dày dặn và cao to luôn. Với chiều cao này em đo là tới 95 bằng nha bà con, rất là cao. À, đường kính mặt này là 39. Rất là nặng và to nha. Đây, mình xem đây, một đôi rất đẹp luôn.
bên dưới thì có một ngăn mình để ở đây để đồ được luôn, mình trưng đồ kê đồ luôn đó nha. Được chạm là rất là tinh vi nha, đây là những con dơi đây, làm tích liền lạc nha bao bà con mình nha, hàng gỗ gõ luôn nha. Cặp này em giao lưu bà con mình giá 12 triệu đồng bao ship toàn quốc bà con của mình luôn nha. Về bà con mình kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giùm em. Và tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay nha. Bonsai Lợi Nguyên cũng xin mến chào bà con. Rất cảm ơn bà con mình đã xem kênh và ủng hộ kênh. Bà con mình nhớ bấm like, share, đăng ký để nhận những clip mới nha. Trong lúc thời gian quay clip có điều chi sai sót, rất mong bà con của mình thông cảm. Em xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh chúng em nha. Rất mong được ủng hộ nhiệt tình quý bà con trong clip này nha.